Hai chào bác nhá. Hôm nay ở đây em Hải sẽ giới thiệu một chiếc xe cũ đang có mặt tại Toyota Pháp Vân, đó là chiếc Kia Cerato 2018. Đây phiên bản 1.6 nhá. Đời 2018 thì nó chưa thành Deluxe hay Luxury mà chỉ có là 1.6, 2.0 hoặc là số sàn thôi. Đây là bản 1.6 số tự động. Và xe sẽ là biển Hà Nội nhá. Phiên bản này sẽ trang bị là đèn LED ban ngày này. Đèn thì hỗ trợ là đèn dạng projector. Xe thì sẽ có sẵn là dàn kính cách nhiệt này, về che mưa. La răng là la răng 17 inch nhá. Phiên bản này là la răng thể thao 17 inch. Đấy, phanh đĩa hỗ trợ trên cả 4 bánh, có hỗ trợ cân bằng điện tử, ổn định thân xe chống lật. Với phiên bản 2018 này thì các bác nói chung là gần như là xe rất là đầy đủ rồi, không phải thêm nếm gì nhiều chi tiết nữa. Đấy, xe rất là đẹp nhá, em sẽ quay tổng thể cho các bác xem. Bác nào có nhu cầu lấy xe thì gọi cho số hotline của em ở dưới nhá. Đấy. Xe này thì gương sẽ là gương tự động nhá, gương gập tự động này, chìa thông minh start stop. Hỗ trợ là cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Phần đuôi xe thì có hỗ trợ là ống xả kép này. Đấy, hỗ trợ cảm biến va chạm phía sau, camera lùi. Cốp là cốp điện nhá, và là cốp tự động nhá. Đấy, cốp này cốp mở tự động. Đèn phanh sau thì cũng hỗ trợ là đèn LED này, rất là đẹp. Về nội thất, cái phiên bản Kia Cerato 1.8 2018 này, các bạn sẽ thấy là nội thất của phiên bản này cũng rất là đầy đủ rồi. Xe sẽ có trang bị là ghế da màu kem ở tất cả các ghế. Hàng ghế phía trước thì sẽ là ghế chỉnh điện nhé. Các bạn sẽ có hàng ghế phía trước là ghế chỉnh điện 10 hướng. Xe sẽ có là bậc lên xuống là mạ chrome. Và đây là có tặng theo là 4 cái ốp bậc lên xuống rồi, rất là thể thao. Đây, phiên bản này thì có hỗ trợ là các loa cánh cửa này, có hỗ trợ là cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Bản này sẽ là điều hòa tự động và là điều hòa tự động hai vùng độc lập nhé. Trần này, trần và nội thất rất là sạch vì khách hàng cũng rất là giữ gìn mà. Nội thất rất là sạch sẽ các bạn nhé. Ghế da cao cấp này, ghế da là ghế da thể thao luôn. Về tiện nghi thì các bạn có thể thấy là với bản Cerato 1.6 này thì xe sẽ trang bị là vô lăng bọc da, đây là vô lăng dạng thể thao nhé. Trên vô lăng thì có tích hợp cruise control, giữ ga tự động này, gẩy số trên vô lăng rất là thông minh. Đèn tự động, gạt mưa tự động. Bản này có hỗ trợ là màn hình. Màn hình này có chỗ hỗ trợ là DVD nhá. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Nó hơi tiếc một chút là bản này 2018 chỉ có hai túi khí thôi. Chìa thông minh start stop. Xe sẽ có chế độ lái nhá, thể thao drive mode. Nội thất rất là cao cấp luôn. Thì gương con này sẽ là gương chống chói tự động nhá. Đây, gương đây là gương chống chói tự động này. Và xe sẽ có là cửa sổ trời. Với cái mức giá chỉ tầm khoảng hơn 500 triệu thôi, một chiếc xe khối hạng C rất là ngon, bổ, rẻ. Thì bác nào mà có nhu cầu lấy xe thì gọi theo số hotline của em nhé.